Không biết bây giờ mẹ ở nơi đâu. Mẹ hiền yêu ơi, đớn đau, đau đớn vô cùng. Xa cha mất mẹ, đâu còn gì buồn hơn. Đó chính là nỗi lòng của chàng trai Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1971 tại Đà Nẵng, và cũng chính là ca sĩ Randy bây giờ. Thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh không cha mất mẹ. Thế nhưng hoàn cảnh của ca sĩ Randy thì lại càng đáng thương hơn nữa, khi bản thân anh sinh ra là một đứa trẻ lai. Vượt qua nỗi đau cút côi không núm ruột tình thân chẳng dễ dàng gì để anh có thể hòa nhập với xã hội. Thế nhưng trong tim anh chưa bao giờ thôi đau đáu về việc tìm lại cội nguồn, tìm lại mẹ, người mà anh cho rằng cũng chỉ vì áp lực gia đình, áp lực xã hội mới buộc phải bỏ rơi núm ruột của mình, khi đã cho anh một hình hài và một cái tên đầy đủ. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin kính chào quý khách. Chuyến bay quốc tế số hiệu VN357 vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trên chuyến bay tới. Mẹ lạc xa con, lúc con bé nhỏ, không biết bây giờ mẹ ở nơi mồ, một mình chơi vơi, không ai thương mến luôn chiều. Bao nhiêu khó nhọc một mình cứu mang, chứ mẹ nơi mồ con đang chờ chồng mẹ. Có biết con buồn nhớ mẹ nhiều lắm không? Mẹ hiền yêu ơi, đớn đau, đau đớn vô cùng. Xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn. Sẽ chúa tình màu thân, một mình một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu. Mẹ lạc xa con, lúc con bé nhỏ, bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai. Mẹ hiền yêu cho nỗi ngậm ngùi, xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn. Xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn.
thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mẹ, một trong rất nhiều những sáng tác của chính ca sĩ Randy, viết về nỗi lòng của một người con xa cha mất mẹ. Anh Thơ rất là xin lỗi khi mà bản thân mình đã không kìm được cảm xúc để làm trọn cái vai trò của người dẫn chuyện. Nhưng mà anh Thơ nghĩ rằng đối với những ai đã từng biết đến câu chuyện của anh về cuộc hành trình tìm lại mẹ suốt mấy mươi năm nay của anh mà nghe được những cái nỗi lòng đó thì chắc chắn là đều có thể là có chung một cái sự cảm động và đồng cảm giống như anh Thơ bây giờ. Anh Randy à, em được biết là tới bây giờ thì anh vẫn đang rất là đau đáu với cuộc hành trình tìm lại cội nguồn, tìm lại mẹ của mình. Thế nhưng mà cũng đã là một đoạn đường rất dài rồi. Có khi nào anh nghĩ là cũng đã đến lúc anh dừng lại cuộc hành trình đó? Tại vì anh Thơ biết là hiện nay thì gần như là anh đã không còn bất cứ một manh mối nào, gần như là mình đã tuyệt vọng trên con đường tìm lại mẹ của mình rồi. Thật sự mà nói, nếu ngày nào đã đi còn hơi thở thì ngày đó đã đi vẫn còn nuôi hy vọng. Sẵn đây thì cho đây thì chia sẻ một đoạn trong cái bài hát của Randy viết là hỏi mẹ. Hỏi mẹ giờ đây tóc vẫn xanh, hay khổ vì con màu đã bạc. Chẳng lời thở than, oán trách đời, cầu nguyện trời con sống bình yên. Ý Randy muốn chia sẻ ở đây, cho dù mẹ của Randy còn sống ở một phương trời nào đó, nếu mẹ còn sống mà chưa gặp lại Randy thì Randy tin chắc chắn một điều, mẹ của Randy lúc nào cũng cầu nguyện cho Randy được cái sự tốt đẹp nhất. Còn nếu như không may mà mẹ của Randy đã về bên kia thế giới thì Randy cũng tin chắc chắn một điều, mẹ của Randy lúc nào cũng đi theo để mà phù hộ cho Randy. Vâng, thưa quý vị, anh Thơ nghĩ rằng phải những ai ở trong hoàn cảnh xa cha mất mẹ mới biết là đứa trẻ đó sẽ lớn lên trong chơi như thế nào. Chính vì vậy, ngay bây giờ, khi chúng ta vẫn còn cha còn mẹ, hãy biết trân trọng từng giây từng phút. Và thưa quý vị, tái hiện lên sân khấu hình ảnh một người mẹ vô tình bị lạc mất con, ca sĩ Hoàng Châu. Và tất cả những hình ảnh vừa rồi đã được tái hiện một cách chân thực và mộc mạc trên sân khấu qua phần dàn dựng của biên đạo múa Lê Việt cùng vũ đoàn Phương Việt. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn quý vị cũng đã cùng chúng tôi có những giây phút lắng lòng lại qua tiết mục vừa rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin được cảm ơn đội thi cuối cùng. Mặc dù là đội thi cuối cùng nhưng mà cảm xúc chúng ta vẫn rất là dâng đầy. Và một lần nữa xin hãy dành một tràng tay thật lớn để chúc mừng cho phần trình diễn vừa rồi của họ. Chúng ta cho đội một tràng thật lớn ạ. Cảm ơn vì đội của các bạn có một cái kết thật tuyệt vời, thật đẹp. Anh Thơ, em cười một cái được không? Cười tươi lên. Thông điệp cuối cùng này thật đẹp mà. Anh biết là em đang rất là xúc động, nhưng rõ ràng câu chuyện của các bạn đang diễn tả và đang kể cho chúng tôi nghe, đó là một câu chuyện mang những cái giá trị thật tươi sáng và lạc quan. Đúng không Randy? Tại sao chúng ta không nở với nhau nụ cười thật tuyệt vời? Bởi vì giá trị của tình mẹ, dẫu là mẹ có ở gần chúng ta hay là ở xa chúng ta thì mẹ vẫn trong trái tim của chúng ta và vẫn dõi theo chúng ta để nâng bước chúng ta đi mà. Phải không ạ? Ngày hôm nay thì rõ ràng một lần nữa, đứng góc độ cá nhân của tôi, thì tôi thấy anh Thơ tiến bộ hơn của tuần rồi. Và dẫn tiết chế, cách xuất hiện rất dung dị, và bạn đã làm đúng vừa vặn cái vai trò của người dẫn chuyện trong suốt cái mạch chuyện này. Rất tiết chế, rất lung linh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi muốn đứng lên vì hôm nay thì thực sự là rất muốn đứng lên. Cái thứ nhất là tôi muốn khán giả cũng như là các giám khảo cùng với tôi đồng cảm với tôi vì xin chúc mừng em với một cái bài biên đạo mà tôi cho rằng em rất thông minh, em biết vận dụng, em biết kết hợp cái truyền của nghệ thuật múa trong nghệ thuật sắp đặt. Em tiết chế, em điều tiết để cho người ta có cái cảm xúc, và em dắt dẫn nó đi vào cái câu chuyện mà chính các em cùng một ekip đã nói với nhau được hết rồi. Chúc mừng em và chúc mừng ekip. Cảm ơn một lần nữa. Đó là cuộc hành trình
của người con đi tìm mẹ, và biết đâu đó phương trời nào đó cũng là cuộc hành trình của những nấc thang thời gian và không gian đó. Mẹ đi tìm con, và cuộc hành trình đó chúng ta cầu mong sẽ được gặp nhau bên bờ hạnh phúc. Và tôi sợ là tôi nghĩ sai về điều đó, nhưng cuối cùng là tôi cũng cảm được bạn. Và tôi cảm ơn là vì bạn đã vẽ cho chúng tôi một hành trình rất đơn giản và tiết chế, nhưng đầy đủ ý nghĩa của nó trên sân khấu này. Cái dàn dựng của việc anh sợ nó bị trùng lặp, bởi vì lúc nào chúng ta cũng phải dùng sông nước mới có sự chia ly hay sao? Dùng bão tố mới có sự chia ly hay sao? Tại sao không dựa vào hẳn luôn cái cuộc đời của Randy khi MC dẫn dắt chương trình, nhận được sự ghẻ lạnh từ những cái người đó? Để chi? Qua cái sự ghẻ lạnh đó, sau khi trở lại cái phần sau này, nó sẽ đắt hơn nhiều. Chưa chắc trong cuộc đời ai hơn ai, đừng bao giờ nói trước điều gì cả. Và cái bài này nó cũng không có hợp lắm. Nếu em tinh tế em lựa bài khác thì nó sẽ hợp và hay hơn. Em hát bài này, dù em có chọn bài này, nhưng mà em hát rất là tốt. Dạ, đúng. Rất là tròn trịa, tình cảm diễn tả rất là tốt. Nhưng mà về sau mình lấy kinh nghiệm, khi mình dàn dựng một cái chủ đề của cái tiết mục mình, nên bàn lại với lại đạo diễn cho nó thật kỹ, để mình chọn nhiều bài hát hay lắm, để mình chọn cho nó đúng cái tiêu đề của mình. Randy, hay da, đây là một bất ngờ của tôi. Lâu lắm rồi tôi không có dịp nghe Randy hát. Hôm nay Randy hát hay nhất luôn. Hay nhất luôn. Đầy cảm xúc, hát đâu ra đó. Anh không nghĩ là việc em lại nghĩ ra một cái điều rất là đơn giản, mà nó rất là dễ thương, mà nó rất là gần, mà làm cho mọi người nhìn thấy ngay là Randy ở xa trở về để tìm mẹ mình bằng bốn cô gái mặc áo đỏ, rồi hãng hàng không quốc gia Việt Nam, rồi đi xuống. Nó duyên vô cùng, và tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn Lê Việt. Buôn Làng ơi! A Cai ơi! Về mà dự lễ hội mùa xuân! Quý vị thấy là vừa rồi Như Quỳnh hóa thân là một cô sơn nữ Tây Nguyên. Có giống mà không giống đúng không? Có sơn nữ nào bằng người cao quá không? Thực ra thì cả cái việc hóa thân trong trang phục nè, và cả cái câu vừa rồi Như Quỳnh tập nguyên một đêm, nó rất là khó. Nhưng mà những cái việc đó thì mình xoay sở được. Nhưng mà có hai người trong đội của Như Quỳnh đến giờ phút này vẫn rất là phập phồng, đó là Randy và Hoàng Châu. Bởi vì những ai yêu mến hai anh chị cũng biết rằng là sở trường của họ là dân ca nhạc trữ tình. Nên khi nhận được chủ đề Tây Nguyên ở trong chủ đề chung của Ngôi Sao Phương Nam là Non Nước Việt Nam, nói thật tình chia sẻ là cả đội chúng tôi đều bối rối. Bởi vì không chỉ vì những cái khó khăn không thuộc về sở trường đâu, mà mọi người ở đây thì đa phần là khán giả Nam Bộ, chúng ta yêu thích những dòng nhạc quen thuộc. Còn Tây Nguyên, dù rằng chúng ta nghe nhiều và hình dung nhiều, nhưng mà để cho nó hay á, là một cái điều rất là khó. Ai cũng biết Tây Nguyên thì có cái gì? Có nhà rông, có nhà sàn, rượu cần, có những đại ngàn xanh thẳm, có dòng thác trắng xóa. Nhưng mà làm sao mang nó hết lên sân khấu bây giờ? Thì chúng tôi rơi vào một tình trạng hơi bị nhục chí tinh thần và hơi tự ti so với các đội còn lại. Nhưng mà anh Randy đã nói một câu như vậy: chúng ta là nghệ sĩ, đừng đặt những giới hạn cho sự sáng tạo. Hãy coi đây là cơ hội để chúng ta hiểu thêm về Tây Nguyên. Hãy cho chúng tôi một cơ hội được mang sự hiểu biết và cảm nghiệm của mình để thể hiện Tây Nguyên trên sân khấu này. Và một Tây Nguyên ngay bây giờ sẽ mở ra với một hình ảnh rất là quen thuộc thôi, một hoạt động cộng đồng mà chúng ta thường thấy. Và thật là trùng hợp vì bây giờ đang là mùa xuân ở tại miền xuôi. Ở Tây Nguyên cũng đang là mùa xuân nhưng mà cũng đồng thời là mùa lễ hội. Người ta nói là mỗi một bước chân đi của người Tây Nguyên á, mang theo trong mình một lễ hội. Và mùa này người ta sẽ quây quần ở bên cây nêu. Chúng tôi có một cây nêu trên sân khấu để người ta nhảy múa, ca ngợi thần linh, cảm ơn tổ tiên trời đất đã cho chúng ta một mùa thóc lúa tràn đầy, cũng là mùa tình để cho trai gái tìm nhau và kết duyên. Vậy thì trong hoạt cảnh trên sân khấu lúc này, chàng trai lữ khách Randy đã lỡ bước đường xa đến Tây Nguyên, gặp một cô sơn nữ xinh đẹp là Hoàng Châu. Giữa họ có điều gì xảy ra hay không? Và bầu không khí lễ hội có cái sự gợi tình của nó này có giúp cho mối tình duyên đó kết thành hay không? Hãy cùng đến với chúng tôi, Tây Nguyên mùa lễ hội.
gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng ngủ trên ngàn lá khi anh chiều buông. Tiếng hát phố mường Khương trên rừng chiều bao lá, qua suối đồi khe lá. Tiếng hát ai buồn quá, bên lưng đều cao. Tiếng suối bên gành đá dư âm về đâu. Nghe khơi bao niềm thương, yêu về miền cô liêu trên bán xưa rừng chiều. Họ ơi ta ca vang rừng sầu, bên nhau vai kề vai chung tay ly rượu ấm. Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh lan rừng xanh. Lời ca xa xa trong màn sương âm u khi chiều xuống. Về đây hôm nào nghe đời tôi thương đau, mong ngày sau rừng xanh thắm màu. Thoái xám vương đồi núi lan trong chiều sương, thấp thoáng trong làn khói bỗng ai dừng chân. Thắm thiết câu mộng mơ, ôi rừng đồi hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ. Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng khen chiều ấy như dù lòng ai. Nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quay ta bên bán xưa đời chờ. Họ ơi ta ca vang rừng sầu, bên nhau vai kề vai chung tay ly rượu ấm. Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh lan rừng xanh, bên hát uốn quay. Rừng ơi vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương âm u khi chiều xuống. Về đây hôm nào nghe đời thôi thương đau, rừng xanh thắm màu. Thoái xám vương đồi núi lan trong màn sương, thấp thoáng trong làn khói bỗng ai dừng chân. Thắm thiết câu mộng mơ, ôi rừng đồi hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ. Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng khen chiều ấy như dù lòng say. Nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quay ta bên bán xưa đời chờ. Nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quay ta bên bán xưa đời chờ. Anh muốn sống bên em trọn đời, như núi Chư Rông đứng bên mặt trời. Để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi. Anh muốn sống bên em trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi, tình yêu tươi như màu xanh ngàn lá rừng. Giọt sương ơi, tình yêu tươi như dòng xe gian tuôn trào, không khi nào khô cạn, không khi nào tàn phai. Xin mãi mãi như con sông dài, dâng sông theo em tới nơi chân trời. Khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi.
mùa xuân có ta phai. Anh muốn sống bên em trọn đời như núi Chư Prông đứng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi. Anh muốn sống bên em trọn đời như áng mây khát khao bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi, tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng, giọt sương ơi, tình yêu tôi như dòng xe gian tuôn trào, cùng bao giờ khô cạn, không khi nào tàn phai. Xin mãi mãi như con sông dài, dâng sông theo em tới nơi chân trời. Khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi. Tất cả quý vị sẽ cùng đồng hành với chúng tôi trên dải đất phù sa, dải đất mà ở khu vực miền Tây Nam Bộ này chúng tôi có đến 4 sắc tộc. Đầu tiên là người Kinh nè, tiếp theo nữa là người Hoa ở khu vực Nam Bộ, còn tôi là người Chăm ở khu vực An Giang, và ngoài ra thì còn có những người Khmer nữa. Với hành trình trên đất phù sa này, chắc chắn là tất cả quý vị sẽ hiểu rõ hơn về những nét văn hóa của chúng tôi. Còn bây giờ, hãy cùng với chúng tôi bắt đầu hành trình trên đất phù sa. Trở hai nơi xa xôi, thương thì tìm tới Hà Tiên ơi, sao vẫn không rời bước chân gọi mời, yêu dấu Hà Tiên với biển khơi, gửi nhau mấy lời thương nhớ trong đời. Chuông cô từ phù dung ngân vang gọi ta bóng nhà Tô Châu thương tư, hỏi người nào thấu Hà Tiên ơi, em vẫn tuyên vời gió mưa giữa trời, khóc ước thề xuôi hiên gặp nhau từ giây phút đầu nghe trái tim sâu. Hà Tiên trong bình an ốp hòn phù tư, mênh mông gió lòng thật đông, làm sao xin khi về lưu luyến thương quá Hà Tiên. Mãi giá biệt Hà Tiên xa em, lòng sao buồn buồn, đời vui mỏi buồn người thương, thuyền xa bên ôm ấp kỷ niệm với bao nỗi niềm.
Hay quá cô ơi, hay quá, hay quá. Nãy giờ tôi ngồi, cô ơi, tôi nói cô nghe nè, nãy giờ tôi ngồi ở dưới đó, tôi nghe cô hát cái giai điệu miền Tây rất là hay, nó mượt mà, dễ sợ luôn. Mà xin thú thật với cô nè, quê tôi cũng ở miền Tây, mà tôi không còn nhớ là cái vùng đất nào nữa. Mà bây giờ tôi muốn về đó, tìm về cội nguồn. Cô có thể đưa tôi bằng âm nhạc để đi tìm cội nguồn không thưa cô? Vậy hả anh? Anh dạ, muốn đi về miền Tây phải không? Dạ đúng rồi thưa cô. Ừ, thì sẵn hôm nay em cũng muốn đi về thăm quê. Quê em ở Hà Tiên á. Thôi thì anh đi theo em nha. Dạ. Nếu mà đi tới đâu á, anh thấy thân thuộc á thì anh cứ ghé lại nha. Mình đi dạ, nha. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Em xin mời anh đi về miền quê xa lắng lơ, nơi quê có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò tâm tình dân tộc. Em xin mời anh đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngồi ru bụi ngùi, bao năm giặc và mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ, kỷ niệm mộng mơ em đã đi, bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoại đã già tóc bạc da mồi. Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, anh mê từng mùa từng gió giấc giờ, ru anh giấc mộng thêm thiếp vào mơ. Đây là quê hương em, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về vun lầy hàng cao, tháng năm dài dầu cằn cỗi từ lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Em vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó truyền cánh mẹ xuống đầu sau hè uống giọt nắng. Thương nhiều không lưng ngoài đã cùng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát một lời cho anh sống lại như mẫu về đi. Em thương nhiều không lưng ngoài đã cùng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát một lời cho anh sống lại như mẫu về đi. Anh ơi, hồi nãy giờ em đưa anh đi qua Long An nè, Tiền Giang, rồi Bến Tre, rồi qua Đồng Tháp nữa. Anh có tìm được quê hương của anh chưa? Chưa cô ơi, chưa thấy cái gì quen thuộc hết thưa cô. Chưa hả? Dạ, thôi dạ. Thì bây giờ em dắt anh qua cái khu người trăm năm mộ ở An Giang nha. Anh đi dạ, theo dạ. Em nha. Dạ dạ, cô đi đâu tôi đi đó. Anh ơi, đi nãy dạ, giờ dạ. Anh có mệt không? Dạ mệt cô, mà khát nước quá cô ơi. Khát có nước hả? Dừa, ở đây nghe nói nước dừa ngọt liệm mà cô. Anh ơi, nước dừa ở Bến Tre lận. Ủa không phải ở đây hả cô? Dạ, ở đây mình có nước thốt nốt, anh uống được không? Cái gì cũng được hết cô ơi. Vậy hả? Anh dễ chịu vậy hả? Dạ. Ồ, vậy mình đi nữa. Đi nữa hả cô? Sướng quá, được đi với cô là đã rồi. Anh thấy quê này có đẹp không? Quá đẹp nhưng mà không đẹp bằng cô đâu. Anh ơi. Dạ dạ. Hồi nãy giờ anh đi anh có thấy chỗ nào quen thuộc chưa? À chỗ này là tôi thấy quen quen nè cô. Quen đó. Ủa quen này đó hả? Quen rồi đó cô. Ờ đúng rồi ha. Em thấy anh cũng giống giống người Khmer đó. Thôi thì em dắt anh qua Sóc Trăng Bạc Liêu nha. Dạ được. Cô đi đâu tôi đi đó, có cô là có tôi. Anh có đói bụng không? À nhắc tới đói bụng, đói cô. Có gì ăn không cô? Ồ, ở Sóc Trăng mình có bánh bía ngon lắm. Anh ăn không? Ăn no không vậy? No, no. Vậy được, vậy được. Anh thấy Sóc Trăng đẹp không? Đẹp nhưng không đẹp bằng cô.
Anh ơi, đi hồi nãy giờ tới quê của em rồi, nhưng mà tới quê của anh chưa? Dạ chưa cô ơi. Chưa nữa hả? Thôi thì anh ở lại đây luôn đi, biết đâu tìm được người trong mộng thì sao. Người đu đưa mấy nhịp khổ chê lãng bên, băng qua kinh núi liền tình quê. Buồn vui dân trong làng ra nghỉ chưa ai hề, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng huê. Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu về, để lòng ai quên hết nao nề. Ai đêm bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là em thôn bên này. Cầu tre tắt cây tình tình rằng nhớ ở đây, mà thương nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi. Qua cầu thưa, qua cầu gió bay. Nhớ ai em tôi qua lấy chồng làng bên, nhớ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cầu ơi ai đem tình gieo tràn khắp miền, lòng cầu như đôi cánh. Chiều nay trăng trong thanh nhớ nhiệm cầu duyên, cầu ơi ai đâu quên những chiều thân tiên. Lòng mong mai cho dù sông cạn đá mòn, nhiệm cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Nhiệm cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Nhiệm cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Tìm được quê chưa? Được rồi cô, nhưng mà quê vợ. Trời đất ơi, ông anh với bà chị hay quá. Mời ông anh bà chị xuống đây. Rồi xin mời xuống đây. Trời đất ơi, công nhận cái chiếc thuyền của tôi nó tạo nên cái sự hạnh phúc cho anh chị hay ghê đó. Ông tìm quê mẹ xong mà ông ra ông tìm thành quê vợ luôn. Trời ơi, ra đây anh ơi. Mời anh chị ra đây. Hồi nãy tôi nghe anh nói là hình như là anh đang tìm quê mẹ của mình đúng không? Không, tôi tìm về cội nguồn, tức là quê ngoại. Quê ngoại, trời ơi, nói quê mẹ không chịu quê ngoại không mới chịu nè. Thì có ngoại mới có mẹ. Dạ đúng rồi, bây giờ như thế này nha. Sẵn ở đây nè, có 4 sắc tộc ở miền Tây. Để tôi giới thiệu cho ông anh coi thử, ông anh coi có giống với hình ảnh của ngoại hay là mẹ của mình không nha. Dạ được. Đầu tiên á, anh coi có phải là cô gái này hay không? Dạ không thưa anh. Không rồi, xuống với mấy chế mấy hi ở dưới đi cưng nha. Tiếp tục, thôi mình tìm đến người Chăm coi đúng không? Chăm ở đây là người Chăm Ba. Tại vì ở Việt Nam của mình có đến 2 cộng đồng người Chăm. Một là người Chăm ở miền Trung. Còn ở đây tụi tôi là Chăm ở miền Nam, là hồi xưa cũng gốc ở miền Trung. Sau đó tụi tôi đi men qua bên Campuchia, sau đó theo dòng sông Mekong về lại khu vực An Giang á. Ở đây là người Chăm, phải không? Anh thấy có đúng không? Không phải, đâu có giống tôi đâu. Tôi thấy tôi đen đen, nâu nâu mà. Rồi thôi xuống đi cưng, không phải rồi. Bây giờ đó. Xin chào. Đây là cô gái Khmer, giống không? Phải không? Dạ không. Không luôn thấy không rồi, có giống thôi màu da. Xuống luôn đi. Coi như là thua rồi đúng không? Đúng, anh phải thua thôi, tại vì tôi không phải là người Khmer mà tôi là người Lai. Vậy hả? Vậy anh thấy sao về con gái người Kinh của chúng tôi ở miền Nam nè? Quá đẹp. Trời đất ơi, ta nói đã. Thôi sẵn bữa nay có ông anh ở đây ngày vui nữa. Mời ông anh tiếp tục đi với chiếc thuyền của chúng tôi, khám phá thêm về hành trình trên đất phù sa nha. Dạ, cảm ơn anh. Yeah. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng chúng tôi ngược thời gian để trở về những năm tháng kháng chiến, để cùng chia sẻ một câu chuyện mà tôi sẽ kể.
câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước, câu chuyện về tình yêu lứa đôi và câu chuyện về tình đồng chí. Qua hai bài hát Lời Người Ra Đi của cố nhạc sĩ Trần Hoàng, được viết trong những lúc lưu luyến chuẩn bị chia tay người vợ trẻ trong tuần trăng mật, đó đã trở thành tình cảm chung của biết bao nhiêu thế hệ thanh niên tổng quân lên đường chiến đấu. Và tình đồng chí, nhạc Minh Quốc, thơ Chính Hữu, những giai điệu được viết trong tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, để quý vị thấy được sự hy sinh anh dũng, sự lớn lao, và quý vị sẽ thấy được sự sống chết có nhau trên chiến trường bom đạn. Và sau đây là câu chuyện. Em. Anh sao vậy? Anh có một ước mơ. Ước mơ gì vậy anh? Anh chờ anh chút xíu. Ờ, bà có sao không bà? Bà đứng lên đi. Tất cả nghiêm, đi đều bước. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 đứng lại, đứng. 1 2 Chào anh, tôi muốn được nhập ngũ. Rất hoan nghênh anh tham gia vào quân đội chúng tôi. Cảm ơn anh. Nghiêm! Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh! Quyết tử! Quyết tử! Quyết tử! Đi đều bước! 1, 2, 1, 2, 1, 2! 1, 2, 1, 2, 1, 2! 1, 2, 1, 2, 1, 2! Đây là ước mơ mà anh chưa kịp nói với em. Em rất tự hào về anh. 1 chiều anh bước đi, em đến chân anh tận cuối đôi, nghe dặn lời rằng chiến đấu đừng sân lòng, rằng sóng gió đừng sân lòng, đừng nề gian khổ. Lá vàng rơi, mưa buồn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn ra, ngần quân thù dày xéo dân ta, cho một ngày mới, một nguồn vui tới, xuân phơi phới. Cho hồn ta qua đại dương, qua bao cảnh và đá treo leo, gió mưa đừng sờn lòng em ơi, mới tới ngày nắng ấm. Dù xa xôi anh nhớ lời, rằng muốn có một ngày về, thì chiến đấu đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ anh ơi. Đến bên đó đầu làng là giờ anh về. Anh thầm ghi câu biệt ly, ghi tiếng lòng của lớp ra đi. Đêm cuộc đời về bên vinh quang, cho một chiều đến, một chiều lưu luyến trong chiều mến. Cho hồn
thơm ngát hương hoa, cho men đời ngọt ngào bao la, cho ngày về ấm cúng. Dù xa xôi anh nhớ lời rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đời sơn lòng đừng nghe gian khổ. Dù xa xôi anh nhớ lời rằng chiến đấu đừng sơn lòng, rằng sóng gió đừng sơn lòng đừng nghe gian khổ. Khỏe nha. Em và chị ba ở nhà chờ anh về đó. Tất cả nghiêm. Đi đều bước. 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. Đứng lại, đứng. 1, 2. Tất cả nghiêm. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Quyết tử, quyết tử, quyết tử. Xin lỗi đồng chí, tôi đến trễ, sẽ không có lần hai. Nghiêm. Đồng chí bước vào đội hình. Cho Tổ quốc quyết sinh. Quyết tử, quyết tử, quyết tử. Báo cáo, báo cáo. Báo cáo, báo cáo. Chúng ta bị bao vây. Triển khai đội hình chiến đấu. Báo cáo chỉ huy, quân địch đã rút lui nhưng quân ta bị thương không ít. Giữ vững trận địa, bảo vệ các chiến sĩ bị thương, chờ quân ta tiếp viện. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Tôi với anh hai người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen đâu. Súng bên súng, đầu đếm bên đầu, đêm tối chung chân thành đôi chi kỷ. Vì nước ruộng nương anh bó bạn thân cây, gian nhà không mặc kệ gió lung lay. Giếng nước gốc đa nhớ người trai làng gia lính. Tôi với anh đã từng cơn ớn lạnh, rét ruồn người vầng trang đẫm mồ hôi. Áo anh rách vai, buồn tôi có hai miếng vải. Miệng còn cười, cuốn giá chân không dày. Thương nhau, tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương mù, nằm kề bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trắng treo. Đêm nay
rừng hoang sương mù nằm kề bên nhau chờ giặc tới đầu súng trắng treo quê hương anh nước mặn đồng nước mặn đồng chua. Có tiếng miệng rồi, có tiếng miệng rồi các đồng chí ơi. Bên đây nè. Đồng chí có sao không? Ở đây con người này. Bên đây các đồng chí ơi. Đồng chí nhanh lên. Đồng chí cố gắng lên. Cố gắng, đồng chí cố gắng lên. Đồng chí cố gắng lên. Cố gắng lên nha đồng chí. Châu. Anh Tuấn. Châu. Anh Tuấn. Châu. 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 Và anh ơi em nhu lòng rằng muốn hát bài trung phong thì em ơi đừng sao lòng đợi chờ anh về em ơi. Anh Tuấn, em không muốn có chiến tranh, em chỉ muốn có hòa bình. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu lứa đôi và tình đồng chí đã tiếp thêm sức mạnh để có thể vượt qua mưa bom bão đạn. Hy vọng câu chuyện vừa rồi quý vị vừa được lắng nghe qua hai bài hát Lời Người Ra Đi của cố nhạc sĩ Trần Hoàn và Tình Đồng Chí, nhạc Minh Quốc, thơ Chính Hữu. Quý vị cũng giống chúng tôi đã sống lại những thời kỳ kháng chiến, chúng ta thấy được những giá trị của lịch sử để chúng ta có trách nhiệm với tương lai. Với chúng tôi, đó chính là bài ca Không Quên. Vào mắt nai tơ cho hồn bớt dài khờ, nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làm gió thoáng môi hoang, ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng thầm trên gió xa thôi đừng đùa làn da tuyết trắng làm đôi má thêm hồng. Tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời, một hôm đánh thức hồn thơ đón chân hồng quên xưa đã từ kiếp nào. Người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm, đã nghe từ mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào hồn đã ngất ngây. Nếu
còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sống mất xôn xao. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu giữ lại để còn biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn giọng hát ngọt ngào của em đã đưa anh đến đây mỗi đêm. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Gặp em từ buổi xem nhạc, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy như nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ giao ấy đến hôm mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Em cảm ơn tình cảm của anh, nhưng mà em không thể được anh à. Anh luôn mong gặp em hoài, cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chưa vội lấy chồng, như người ta hát diêu bông, như người ta trách lá diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ? Em xin lỗi anh. Để anh dệt thêm giấc mơ, đành ôm mối tương tư đâu không được đâu anh à. Thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ôm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Hay quá, hay dữ lắm luôn. Dạ cảm ơn bà. Thấy ghê. Cô đừng có thấy ai khen cô thì cô nghĩ là mình sẽ hát hay hát giỏi. Cô tưởng mình là ngôi sao hả? Tôi nói cho cô biết, ngôi sao ở đây chỉ có một, đó là Hoàng Xuân. Hoàng Xuân. Cô nhìn đây nè, kiêu ta diễm lệ đài cát, bao nhiêu yếu tố ngôi sao hội tụ ở con gái tôi hết. Không phải như ai kia, cái mặt thì suốt ngày chầm dầm. Cô tính tỏ vẻ thương hại cho ai vậy hả? Tôi nói cho cô biết, con gái của tôi kẻ săn người đón, biết bao nhiêu bài báo đăng tin về nó. Còn cô hát bao nhiêu năm nay, có một bài báo nào không? Thưa bà, tôi đã chọn nghiệp cầm ca, thì được đứng trên sân khấu, được hát là tôi hạnh phúc lắm rồi bà. Hạnh phúc lắm rồi bà, cô nghe gì không? Người ta hạnh phúc với điều người ta đang làm đó. Nè cô, chứ không phải cô sợ đăng báo rồi tất cả mọi người đều biết được thân phận nhơ nhút của cô hả? Có chuyện gì đấy? Cậu ra đây thì tốt lắm. Có đông thế của đời, chỉ cần anh thôi,
chỉ cần anh thôi và còn tin anh nữa thôi. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Anh nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Tôi hiểu tâm trạng của anh mà. Xin cảm ơn anh rất nhiều vì đêm nào anh cũng tới đây ủng hộ phòng trà của chúng tôi. Cảm ơn anh. Nhưng mà cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Hôm khác anh lại ghé nhá. Mai Hoàng Châu có hát không anh? Có. Tôi sẽ cố gắng anh. Cố gắng? Tại sao phải cố gắng? Hoàng Châu là ca sĩ hát hay nhất ở đây mà. Tại sao phải cố gắng? Thôi được rồi, muộn rồi, anh về đi. Tôi sẽ kể cho anh sau nhá. Anh về đi rồi ngày hôm khác anh lại ghé cảm ơn anh nhá. Rồi các em chuẩn bị nhá. Chuẩn bị, khách sắp đến rồi đó. Chuẩn bị đón khách đi. Chị Châu, chị thấy sức khỏe của mình sao rồi? Chị không sao đâu em ạ. Để chị hát hết chị đêm nay đi. Chị có đi khám bác sĩ chưa? Thôi để chị hát hết đêm nay rồi chị đi khám bác sĩ sau nha. Chị nhớ sân khấu quá. Châu à, chị cùng lắng nghe giọng hát Hoàng Châu. Thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp sương ca. Người đến đây đêm đêm phong trà, đèn màu kết hoa thương yêu mặn mà. Tôi xin người nhìn lên sân khấu, hãy tin tôi hơn lời ca. Không gắn bó đời là những dòng nước vô tư, ta là thuyền sống đưa xa bờ. Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình này vươn lên đắm đuối. Người đừng trách một kiếp cầm ca, còn tầm nào không muốn thương ta. Người nói đi như tim người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì? Họa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê. Người nói đi. Ngày sướng ca tôi không lạc loài, tạ ơn người phận tâm tôi muôn kiếp vương tơ cho.